Mình lấy thư của Đức. Bảy nha anh. Ok. Hay là cái sảnh chung cư của mình. Rồi, bây giờ là tới lượt mình khui siêu cái bì thư của anh em hội lẫn mặt VF5, mặt lẫn hay lẫn mặt gì đó. Rồi, để mình cắt ra. Có tờ polymer nào trong này không nè. Đây là cái logo của hội VF5 ba miền. Thì cảm ơn anh em trong hội đã tạo một cái sân chơi cho các anh em sử dụng xe VinFast VF5, mà các anh em trong nhóm hay thường gọi là lẫn mặt hay mặt lẫn gì đây. Đấy. Thì cảm ơn các anh em rất nhiều đã cùng VinFast và cũng là cùng mọi người đã yêu VinFast, là làm một cái hội để cùng giao lưu học hỏi giữa các anh em. Thì qua đây thì em cũng nhận được một cái lời mời của chủ kênh Xế Cộng. Chủ kênh Xế Cộng là sẽ có một buổi offline vào ngày 24 tháng 3 năm 2024 tại Hà Nội. Thì qua đây em cũng muốn là rất muốn ra ngoài Bắc, em sẽ thu xếp công việc của em ở ngoài Bắc để em ở trong Nam để em ra ngoài Bắc cùng giao lưu với các anh em 2 hôm, vào ngày 23 và ngày 24 tháng tháng 3 năm 2024. Thì sẽ cùng giao lưu với các anh em hội trong đó, và mọi người có tham gia thì mọi người hãy liên hệ với fanpage của trên hội đã có bài đăng chính thức. Đấy, mọi người có thể ghé vào đấy và đăng ký hoặc là liên hệ với lại admin của nhóm để admin của nhóm sắp xếp và báo số lượng xe. Đấy. Thì hẹn gặp mọi người vào ngày 24 tháng 3 năm 2024 tại Hà Nội. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin cảm ơn hội anh em VinFast ba miền. Và qua đây thì nếu mọi người yêu thích kênh video của em, hãy cho em một sub, một like và một share kênh video để cho kênh video ngày càng phát triển và ngày càng lan rộng tới nhiều người, và mọi người chắc chắn mọi người sẽ tự tin hơn để mua những cái con xe cực kỳ chất lượng đối với khi các anh em trong hội cùng chia sẻ. Và những anh em trong hội này là những người đã kiểm chứng con xe rất là nhiều, và mình là người road test đầu tiên của Việt Nam lên mạng xã hội. Rồi, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo nói về VinFast VF5. Chuẩn bị video sắp tới nó sẽ là một cái video của cẩu kéo con VF5 về xưởng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.